Dạ, mình chào quý cô chú anh chị em trên kênh ha. Nay tiếp tục quay trở lại nhà vườn của chị Thủy nha. Sẽ có một số hoa giấy ghép nhiều màu, gồm có pin bắc, mandarin và một số dòng khác. Muốn giao lưu tới quý cô chú anh chị em mình trên kênh nha. Rồi em chào chị. À, chào ông Thái, chào cô chú anh chị. Cảm ơn cô chú anh chị đã ủng hộ em cái clip vừa rồi nha. Bữa nay em có mới lên mới hoa giấy ghép thành phẩm cho cô chú anh chị mình tham khảo và ủng hộ em ạ. Địa chỉ nhà vườn em Tăng Khánh Trung, Bắc Giờ, Đồng Tháp. Số điện thoại em là 0969 553364, đồng thời cũng là số Zalo của em ạ. Không mất thời gian của chú anh chị em lên mã M1 ạ. Cây hai màu ạ. Cam lửa và trắng tuyết quý anh chị em. Trắng ngang đó em là được cho mình là 59 ạ. Chiều cao đó em là được cho mình là 75 ạ. Hoành đó em là được cho mình đó là hoành 15 ạ. Cây mã M1 này em giao lưu với cô chú anh chị là 260k nha. 260k cho cây mã M1 ạ. Em xin chúng ạ. Tiếp theo em lên mã M2 ạ. Một cây phụng hoàng lửa. Tán ngang ở đây em ra được cho mình là 64 ạ. Chiều cao ở đây em ra được cho mình là 79 ạ. Hoành ở đây em ra được cho mình đó là hoành 15 ạ. Cây mã M2 này em giao lưu với cô chú anh chị là 270k nha. 270k em bao gồm phí ship nha cô chú anh chị. Cây đang sổ bút anh chị em. Tiếp theo em lên mã M3 ạ. Một cây kép cam chùm lá cắm thạch của anh chị em. Dòng kép này phải nói hổng gài rất là hot luôn. Tán ngang ở đây em ra được cho mình là 60 ạ. Chiều cao ở đây em ra được cho mình là 82 ạ. Hoành ở đây em ra được cho mình đó là hoành 16 ạ. Cây mã M3 này em giao lưu với cô chú anh chị là 320k nha. 320k cho cây mã M3 ạ. Em xin xuống ạ. Tiếp thêm lên mã M4 ạ. Một cây trắng tuyết, tuyết trắng tinh khiết quý anh chị em. Tán ngang ở đây em lo được cho mình đó là 67 ạ. Chiều cao ở đây em lo được cho mình đó là 68 ạ. Hoành ở đây em lo được cho mình là hoành 19 ạ. Cây mã M4 anh giao lưu với cô chú anh chị là 320k nha. 320k cho cây mã M4 ạ. Dẫn lên xuống ạ. Tiếp theo em lên mã M5 ạ. Một cây pin bắc của anh chị em. Cẩm thạch hồng ha. Tán ngang ở đây em ra được cho mình là 52 ạ. Chiều cao ở đây em ra được cho mình là 58 ạ. Hoành ở đây em ra được cho mình đó là hoành 17 ạ. Cây mã M5 này em giao lưu với cô chú anh chị là 280k nha. 280k cho cây mã M5 ạ. Giảm thêm xuống ạ. Tiếp theo em lên mã M6 ạ. Một cây đỏ lửa 2 mâm. Tán ngang ở đây em ra được cho mình đó là 50 ạ. Chiều cao đem ra được cho mình đó là 66 ạ. Hoành ở đây em ra được cho mình là hoành 16 ạ. Cây mã M6 này em giao lưu với cô chú anh chị là 260k nha. 260k cho cây mã M6 ạ. Em xin xuống ạ. Tiếp theo em lên mã M7 ạ. Tiếp tục là một cây phụng hoàng lửa anh chị em. Tán ngang ở đây em ra được cho mình đó là 59 ạ. Chiều cao ở đây em ra được cho mình là 70 ạ. Hoành ở đây em ra được cho mình đó là hoành 16 ạ. Cây mã M7 này em giao lưu với cô chú anh chị là 280k nha. 280k cho cây mã M7 ạ. Em xin xuống ạ. Tiếp theo em lên mã M8 ạ. Một cây hồng tuyết của anh chị em. Tán ngang ở đây em ra được cho mình đó là 69 ạ. Chiều cao ở đây em ra được cho mình là 73 ạ. Hoành ở đây em ra được cho mình là hoành 19 ạ. Cây mã M8 này em giao lưu với cô chú anh chị là 330k nha. 330k cho cây mã M8 ạ. Giảm thêm xuống ạ. Tiếp theo em lên mã M9 ạ. Cây nhiều màu ha. Gồm có hồng lửa, cam lửa, trắng mã lai, rượu vang. Tán ngang ở đây em ra được cho mình là 70 ạ. Chiều cao ở đây em ra được cho mình là 74 ạ. Hoành ở đây em ra được cho mình là hoành 18 ạ. Cây mã M9 này em giao lưu với cô chú anh chị là 270k nha. 270k tím mã lai và ruby tím lửa đó quý anh chị em. 5-6 màu ha. Dạ, em xin xuống ạ. Tiếp theo em lên mã M10 ạ. Cẩm thạch nhiều màu, dòng này đang hot quý anh chị em. Cẩm thạch trắng, cẩm thạch tím siêu bông, sakura black can, cẩm thạch hồng, cẩm thạch tím tuyết, cẩm thạch cam. Tán ngang ở đây em ra được cho mình là 53, chiều cao ở đây em ra được cho mình là 82 ạ. Hoành ở đây em ra được cho mình đó là hoành 21 ạ. Cây mã M10 này em giao lưu với cô chú anh chị là 390k nha.
390g bao gồm phí ship luôn nha cô chú anh chị. Dạ em xin xuống ạ. Tiếp theo em lên mã M11 ạ. Một cây ba màu lửa anh chị em. Đỏ lửa, cam lửa và ruby tím lửa ha. Tấn ngang ở đây em đo được cho mình là 72 ạ. Chiều cao ở đây em đo được cho mình là 96 ạ. Hoành ở đây em đo được cho mình là hoành 16 ạ. Cây máy M11 này em giao lưu với cô chú anh chị là 420k nha. 420k cho cây máy M11 ạ. Giảm xin xuống ạ. Tiếp theo em lên mã M12 ạ. Một cây tím bướm đang kẹo bông anh chị em. Tán ngang ở đây em đo được cho mình là 66 ạ. Chiều cao ở đây em đo được cho mình là 90 ạ. Hoành ở đây em đo được cho mình là hoành 16 ạ. Cây mã M12 này em giao lưu với cô chú anh chị là 380k nha. 380k cho cây mã M12 ạ. Giảm xin xuống ạ. Tiếp theo em lên mã M13 ạ. Một cây tím lửa màu mới của anh chị em. Tím cà ha. Tán ngang ở đây em đo được cho mình đó là 58 ạ. Chiều cao ở đây em đo được cho mình đó là 89 ạ. Hoành ở đây em đo được cho mình là hoành 16 ạ. Cây mã M13 này em giao lưu với cô chú anh chị là 330k nha. 330k cho cây mã M13 ạ. Giảm xin xuống ạ. Tiếp theo em lên mã M14 ạ. Một cây hồng gân quý anh chị em. Tán ngang ở đây em đo được cho mình là 68 ạ. Chiều cao ở đây em đo được cho mình đó là 97 ạ. Hoành ở đây em đo được cho mình đó là hoành 18 ạ. Cây mã M14 này em giao lưu với cô chú anh chị là 390k nha. 390k cho cây mã M14 ạ. Giảm danh xuống ạ. Tiếp theo em lên mã M15 ạ. Nhiều màu siêu bông. Red pizza, hồng tiết, tím lục bình. Tán ngang ở đây em đo được cho mình đó là 65 ạ. Chiều cao ở đây em đo được cho mình đó là 88 ạ. Hoành ở đây em đo được cho mình là hoành 14 ạ. Cây mã M15 này em giao lưu với cô chú anh chị là 280k nha. 280k cho cây mã M15 ạ. Giảm lên xuống ạ. Tiếp theo em lên mã M16 ạ. Một cây Red Visa Mini. Tán ngang ở đây em đo được cho mình đó là 49 ạ. Chiều cao ở đây em đo được cho mình đó là 57 ạ. Hoành ở đây em đo được cho mình đó là hoành 13. Cây mã M16 này em giao lưu với cô chú anh chị là 200k nha. 200k em bao gồm phí ship ngang cô chú anh chị. Giảm xin xuống ạ. Tiếp theo em lên mã M17 ạ. Nhiều màu siêu bông anh chị em. Tắn tiết, tím tiết, hồng tiết, red pizza và rượu vang. Tắn ngang ở đây em đo được cho mình là 66 ạ. Chiều cao ở đây em đo được cho mình đó là 74 ạ. Hoành ở đây em đo được cho mình đó là hoành 20 ạ. Cây mã M17 này em giao lưu với cô chú anh chị là 360k nha. 360k cho cây mã M17 ạ. Giảm xin xuống ạ. Tiếp theo em lên mã M18 ạ. Một cây pin bắc tiếp theo quý anh chị em. Tán ngang ở đây em đo được cho mình đó là 52 ạ. Chiều cao ở đây em đo được cho mình là 70 ạ. Hoành ở đây em đo được cho mình là hoành 16 ạ. Cây mã M18 này em giao lưu với cô chú anh chị là 340k nha. 340k cho cây mã M18 ạ. Giảm xin xuống ạ. Tiếp theo em lên mã M19 ạ. Một cây ngũ sắc 5 màu thái bên trên. Gồm có màu trắng phất hồng, màu vàng, màu cam, màu đỏ, màu hồng. Tán ngang ở đây em đo được cho mình đó là 59 ạ. Chiều cao ở đây em đo được cho mình là 90 ạ. Hoành ở đây em đo được cho mình đó là hoành 12 ạ. Cây mã M19 em giao lưu với cô chú anh chị là 270k nha. 270k cho cây mã M19 ạ. Giảm xin xuống ạ. Tiếp theo em lên mã M20 ạ. Tiếp tục vẫn là ngũ sắc 5 màu thái. Tán ngang ở đây em đo được cho mình đó là 67 ạ. Chiều cao ở đây em đo được cho mình là 94 ạ.
Hoành ở đây em đo được cho mình là hoành 15 ạ. Cây mã M20 này em giao lưu với cô chú anh chị là 280k nha. 280k cho cây mã M20 ạ. Giảm xin chú ạ. Tiếp theo em lên mã M21 ạ. Một cây trắng phất hồng Sakura quý anh chị em. Cây này đang sổ nụ ha, đang lên búp á. Tán ngang ở đây em đo được cho mình đó là 64 ạ. Chiều cao ở đây em đo được cho mình là 88 ạ. Hoành ở đây em đo được cho mình đó là hoành 16 ạ. Cây mã M21 này em giao lưu với cô chú anh chị là 301 nha. 310k nha. Em bao gồm phí ship ngân của chú anh chị. Em xin xuống ạ. Tiếp theo lên mã M22 ạ. Gồm có trắng tuyết quý anh chị em, Milo Batiste ha và ruby hồng. Tán ngang ở đây em đo được cho mình là 60 ạ. Chiều cao ở đây em đo được cho mình là 76 ạ. Hoành ở đây em đo được cho mình đó là hoành 18 ạ. Cây mã M22 này em giao lưu với cô chú anh chị là 330k nha. 330k em bao gồm phí ship ngang cô chú anh chị. Có một màu nữa là cẩm thạch phất hồng chưa lên quý anh chị em. Dạ. Chưa lên màu. Dạ em xin xuống ạ. Tiếp theo em lên mã M23 ạ. Tiếp tục là ngũ sắc thái ạ. Tán ngang ở đây em đo được cho mình đó là 70 ạ. Chiều cao ở đây em đo được cho mình đó là 86 ạ. Hoành ở đây em đo được cho mình đó là hoành 14 ạ. Cây mã M23 này em giao lưu với cô chú anh chị là 280k nha. 280k cho cây mã M23. Giảm thêm xuống ạ. Tiếp theo em lên mã M24 ạ. Một cây nhiều màu anh chị em, gồm có cam lửa, đỏ lửa, hồng thái, vàng thái, trắng phất hồng thái, cam thái. Tán ngang ở đây em đo được cho mình đó là 72 ạ. Chiều cao ở đây em đo được cho mình là 1m ạ. 5-6 màu ha. Hoành ở đây em đo được cho mình đó là hoành 12 ạ. Cây mã M24 này em giao lưu với cô chú anh chị là 270k nha. 270k cho cây mã M24 ạ. Giảm nhanh xuống ạ. Tiếp theo em lên mã M25 ạ. Một cây mandarin đổi màu quý anh chị em. Cây này về mình lấy bo mình chơi lại cái form tròn à, rất là đẹp luôn. Tán ngang ở đây em đo được cho mình nó là 86 á. Chiều cao ở đây em đo được cho mình là 1m ạ. Hoành ở đây em đo được cho mình đó là hoành 21 ạ. Cây mã M25 này em giao lưu với cô chú anh chị là 550k nha. 550k em bao gồm phí ship ngang cô chú anh chị. Cây mã M25 này là cũng cây cuối trong clip của em ạ. Mong cô chú anh chị xem và ủng hộ em ạ. Dạ chào cô chú anh chị, chào Pháp Thái. Rồi, hẹn gặp lại anh chị em vào clip tiếp theo nhà vườn chị Thủy ha.